Hello, chào tất cả các bạn đã quay lại channel của mình. Hôm nay mình sẽ cho các bạn đó là gấp một chú vịt màu vàng nhé. Để gấp được một chú vịt màu vàng thì dụng cụ làm việc của mình không thể thiếu đó là một hồ, một chiếc bút, một chiếc kẹp và không thiếu đâu một chiếc thước nữa. Và tông màu sử dụng hôm nay sử dụng đó là màu xanh thì là phần đế nó, còn màu vàng thì là con vịt nhé. Tổng lúc tay vào làm này là của nó thì mình để cái này là 9 cm. Xong mình dùng thước nhé, mình cũng kẹp nó. Kể nó nhé. Rồi làm con vịt nhé. Làm con vịt chúng ta sẽ làm phần đầu của nó trước. Đầu thân. Thank you.
vì mình như vậy mình đã hoàn thành xong cơ vị của bà này rồi. Để các bạn hãy cho mình like, xem, đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn.